Xin chào các bạn, hôm nay cuối tuần mình làm cái video này để hướng dẫn các bạn cách tìm kiếm và download các tài liệu, các bài báo về IPA. Thời gian qua mình có nhận được khá nhiều yêu cầu các bạn nhờ download các bài báo trên PubMed để các bạn lấy số liệu làm luận văn, làm đề tài. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để download các bài báo trên PubMed trước tiên. Với các bạn chưa biết, các bạn có thể vào Google gõ PubMed, Enter. Sau đó bạn kích vào trang chủ PubMed. Đây là cái giao diện trang chủ PubMed. Thì các bạn có thể gõ keyword vào cái ô tìm kiếm này. Ví dụ mình đang cần tìm kiếm về con HP để làm lấy số liệu, các bạn. Mình sẽ gõ con Helicobacter pylori, Enter. Ở đây nó sẽ ra một loạt các bài báo nghiên cứu về con HP này. Mình sẽ kích vào link đầu tiên. Tại đây thì họ sẽ có những cái đoạn mô tả ngắn về cái bài báo này cho các bạn biết. Nhưng mà chưa có các số liệu gì cả. Mình sẽ cần cái bản đầy đủ, bản full text để lấy các số liệu nghiên cứu tham khảo. Thì với bài báo này thì họ đã có sẵn cái link full text cho mình. Kích vào đó thì sẽ ra cái đường link dẫn đến cái bài báo, cái bản đầy đủ của bài báo đó. Đây là các bạn xem rất nhiều số liệu, những nghiên cứu mới mình tham khảo. Cuối bài báo thì nó có các cái bài báo khác liên quan và kèm theo đường link mình tham khảo thêm. Để lưu cái này về máy thì rất là đơn giản thôi. Các bạn có nhiều bạn rất là thủ công, các bạn copy này xong các bạn paste vào Word, nhưng mà như thế nó không hay gì cả, không đẹp. Ở đây bạn có thể kích vào cái PDF in English, đợi khoảng 10 giây để nó tạo cái file PDF cho mình, sẽ rất là đẹp. Ok, như vậy là mình đã có cái bản đầy đủ của cái bài báo, bài nghiên cứu mà mình cần. Với lưu file lại thì các bạn có thể bấm tua phím Ctrl S để lưu lại, hoặc là có thể copy cái link này dán vào địa chỉ IDM. Ok, đã gót. Cách thứ ba là mình có thể lưu ngay trên trình duyệt. Nhiều cách để lưu file lắm. Ok. Thứ hai là mình có thể tìm kiếm theo tên tác giả. Ví dụ như theo mình biết thì về cái nghiên cứu về cái tiêu hóa và cái con HP này thì có ông giáo sư Peter K.T. Larit, ông rất nổi tiếng. Ông này là ông giáo sư của Đại học Sydney, nước Úc. Ông là người viết cái đồng thuận, viết cái guideline về điều trị viêm loét dạ dày tá tràng và chống ứng dạ dày thực quản cho Hiệp hội Tiêu hóa Châu Á Thái Bình Dương. Nên trong này cái nghiên cứu về con HP của ông này, như vừa nãy mình nói thì sau khi kích vào nó sẽ ra cái phần để cho các bạn cái phần mô tả ngắn gọn. Mình sẽ kích tiếp vào full text, đợi một lát để load cái địa chỉ cái bài báo đầy đủ không. Đến đây thì bạn có kích tiếp vào get PDF để tạo cái file PDF đầy đủ của bài báo đó. Chờ một lát, mạng hơi chậm. Đây là cái bài báo đầy đủ, cái nghiên cứu của ông Peter Catalyst. Đến đây bạn lưu file thì tương tự như với bước trước thôi. Trường hợp mà không có cái phần
link full text này thì bạn có thể bấm tiếp vào link nào, thì nó sẽ có rất nhiều cái đường link dẫn đến cái nghiên cứu đó. Ví dụ như ở đây mở sang cái tab mới, tham khảo thêm cái phòng dưới này. Ok, trong trường hợp mà các bạn không có cái phần, đơn giản nhất là có cái sẵn cái phần full text link này, và nếu mà không có thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để download trên các cái server khác. Ở đây mình sẽ giới thiệu thêm một trang web nữa, đó trang europapsmc.org của Hiệp hội và châu Âu. Tại đây thì bạn thể có các cụm từ tương tự vào Helicobacter. Enter. Chỉ ra rất nhiều nghiên cứu về con HP này. Bạn kích vào bài báo này, chỉ ra những cái phần mô tả ngắn gọn thôi. Kích tiếp vào full text, mình sẽ đưa bạn đến để đọc cái bài đầy đủ. Tiếp tục bạn muốn thấy nó hay, bạn muốn load nó về, bạn kích vào PDF để tạo được file PDF cho bạn load về, bạn lưu file về máy. Ok, đến đây thì việc lưu file nó tương tự như các bước trước thôi, bạn lưu file về là ngoài ra thì còn có nhiều địa chỉ để các bạn có thể tải các bài báo khoa học. Trong đó có một địa chỉ mà mình rất là thích, địa chỉ của một trong các của Nga. Đây, vào địa chỉ này. Vậy bạn có các nghiên cứu vào đây. Ví dụ đây, nghiên cứu hôm trước mình làm chút về nhi khoa. Từ ra rất nhiều bài báo về vấn đề này. Trang này cực kỳ hay luôn. Đây, bạn có thể bấm thẳng trực tiếp vào PDF này, xin ra cái file PDF cho bạn để bạn đọc, đó, thể lưu file lại. Đây, cái nghiên cứu của họ. Rất là hay. Ok, tạm thời thế thôi các bạn nhỉ, cũng hơi dài. Trong bài sau mình sẽ hướng dẫn thêm các bạn một vài cách, một vài thủ thuật tìm kiếm và download khác. Các bạn có thể xem thêm cái bài hướng dẫn ở cuối video này của mình, và có gì thắc mắc thì các bạn gửi ở dưới, mình sẽ cố gắng để trả lời cho các bạn.